ngôi đền thờ thần Shiva nằm ở làng Nasarapur, cách Pune khoảng 36 km về phía tây nam. Đó là một nơi dễ chịu và yên tĩnh giữa một khu rừng. Nó được phát hiện gần đây và được tuyên bố là một khu bảo tồn chim nhỏ, lưu trữ một số lượng lớn các loài chim quý hiếm. Có thể được thấy nhiều loài chim mỏ sừng xám, Maraba. Baneshwar is a temple of Shiva located in the village of Nasarapur, about 36 km southwest of Pune. It is a pleasant and calm place amidst a jungle. It was recently discovered and hence declared as a small bird sanctuary, hosting a decent amount of rare birds, with many Malabar grey hornbills seen